Trong thời gian qua, Hội Nông dân huyện Lâm Bình đã phát huy rõ nét vai trò và hiệu quả hoạt động, trở thành nơi tập hợp đoàn kết, hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Giai cấp nông dân trên địa bàn huyện đã dần khẳng định được tầm quan trọng trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn. Nông thôn vùng cao Lâm Bình đang khoác lên mình một tấm áo mới, tấm áo của hạnh phúc, ấm no trong mỗi gia đình. Trên khắp các thôn bản của huyện đang xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình hay, cách làm mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Không chỉ giúp cho mỗi hộ nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng mà còn đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những thay đổi ấy là kết tinh trí tuệ và nỗ lực chung của toàn hệ thống chính trị, trong đó có những đóng góp rất tích cực của tổ chức Hội Nông dân và phong trào thi đua lao động sản xuất được phát động sâu rộng tới đông đảo hội viên trong toàn huyện. Cán bộ, hội viên tham gia tích cực và có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, làm tốt chức năng đại diện, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân. Hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 2 đề ra đều đạt và vượt. Bộ mặt nông nghiệp, nông thôn, đời sống của cán bộ, hội viên có nhiều khởi sắc. Thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong những năm qua, huyện Lâm Bình đã triển khai và ban hành nhiều cơ chế chính sách và các nhóm giải pháp cụ thể để khuyến khích hỗ trợ đầu tư cho nông thôn vùng cao. Đây là điều kiện thuận lợi để các phong trào của hội nông dân lớn mạnh và phát triển cả về số lượng, quy mô, chất lượng và hiệu quả. Nhiều chính sách có tác động mạnh mẽ đến kinh tế hộ, khuyến khích các hộ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại thu nhập cao cho người nông dân. Nếu như trước đây, chăn nuôi dê địa phương chỉ mang tính nhỏ lẻ, ít được nhiều hộ quan tâm, thì từ khi thực hiện nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển một số cây trồng vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với du lịch và chương trình mỗi xã một sản phẩm, các cấp hội nông dân trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động, khuyến khích hội viên phát triển chăn nuôi dê theo hướng hàng hóa gắn với thành lập nhóm sở thích để liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Giống dê của địa phương đấy thì nó ít dịch bệnh, với lại mình chăn nuôi nó dễ. Gia đình tôi sẽ vẫn tiếp tục duy trì như thế để cho cái thu nhập của gia đình nó cải thiện thêm. 5 năm qua, tổ chức hội nông dân các cấp trên địa bàn huyện đã nỗ lực phát triển cả về tổ chức, hội viên và phương thức hoạt động. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 1.560 hội viên, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên trên 9.000 hội viên. Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, sáng tạo, trong đó đặc biệt là thông qua đối thoại trực tiếp giữa các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với hội viên nông dân hay các cuộc đối thoại liên quan đến chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua trong tổ chức hội. Hiện giờ thì các cái tổ nhóm hoạt động rất là hiệu quả, đặc biệt là cái việc ứng dụng công nghệ thông tin vào để cho các tổ nhóm hoạt động. Trong đó thì có các cái nhóm Zalo thì rất là thuận tiện để cho bà con tiếp cận thông tin cách nhanh chóng, hiệu quả. Và đặc biệt là các cái truyền tải các cái thông tin về khoa học kỹ thuật thì chúng tôi đều đưa lên nhóm và hướng cho bà con là bà con tiếp cận cách thông tin nhanh nhất, thuận tiện nhất và tiết kiệm được thời gian cho bà con hội viên. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Trung ương hội phát động được xem là phong trào có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của chương trình giảm nghèo ở địa phương.
các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Lâm Bình đã có nhiều biện pháp, sáng kiến cụ thể, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên thực hiện các chủ trương phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Từ đó, nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong nhân dân được nhân rộng đã khơi dậy lòng đam mê làm giàu, vượt khó vươn lên ở nhiều hộ gia đình. Hàng năm, toàn huyện có trên 1.920 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tạo việc làm cho gần 800 lao động địa phương. Mình nuôi tính đến thời điểm này nó gần được 10 năm. Nhưng mà 4-5 năm đổ về đây thì mình nuôi số lượng lớn, tầm khoảng hơn 300 đàn, thời điểm cao điểm là hơn 300 đàn. Vì mình thấy nuôi ong này đầu tiên là thấy cái về cái thu nhập nó sẽ tốt hơn trong các mình nuôi con khác và ít tốn thời gian hơn dành cho nó. Và đầu ra như hiện tại bây giờ của mình, đầu ra mình nuôi đến giờ phút này thì đầu ra nó cũng khá là ổn định, nên là nó cũng có thu nhập hơn. Để giúp hội viên có nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện Lâm Bình đã phối hợp tín chấp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cho trên 5.700 hội viên vay với tổng dư nợ gần 245 tỷ đồng. Đồng thời duy trì, sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Chương trình vay bò trả bê theo quyết định số 530-283 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Để giúp nhiều hội viên, nhất là hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Từ vào hội là được, nói chung là được cái ưu đãi là được hội cho đi tập huấn tham quan học hỏi, vì là được ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn, được vay vốn 50 triệu về để gia đình phát triển chăn nuôi rồi là trồng cây ăn quả. Sau khi được tiếp nguồn vốn ấy, gia đình đã gọi là đã thoát nghèo. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, các cấp hội nông dân đã định hướng cho hội viên về vai trò chủ thể của nông dân trong thực hiện chương trình lớn của quốc gia với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ và nông dân là người hưởng thụ kết quả xây dựng nông thôn mới. Kết quả trong 5 năm qua, toàn thể hội viên đã hiến trên 43.600 m2 đất, đóng góp gần 55.000 ngày công lao động, ủng hộ gần 67 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi, sửa chữa, làm mới 65 km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, 54 km kênh mương, xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo 13 nhà văn hóa thôn bản, tổ dân phố, hỗ trợ 390 hộ thực hiện xây dựng 3 công trình vệ sinh, nâng tỷ lệ hộ hội viên có 3 công trình vệ sinh đạt chuẩn lên trên 8.000 hộ. Vận động hội viên nông dân và nhân dân tham gia thu gom rác thải nhựa và vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, cũng như chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, quét dọn đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh nhằm bảo vệ môi trường. Tổ chức hội đã tuyên truyền vận động hội viên chỉnh trang nhà cửa và khuôn viên sân vườn các nhà văn hóa thôn và chỉnh trang các tuyến đường hoa. Khi được tổ chức hội phát động thì các hội viên và các chi hội đều hưởng ứng tham gia tích cực và nhiệt tình. Hội Nông dân huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức hội, trọng tâm là nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy đảng về lãnh đạo công tác hội và phong trào nông dân, tập trung hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, giới thiệu và mở bán các sản phẩm của địa phương trên các kênh, các sàn giao dịch thương mại điện tử và tiếp tục làm tốt công tác vận động hội viên nông dân phát triển sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao, gắn với lại xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch của huyện. Tiếp tục phát huy vai trò của nông dân trong việc xóa nhà tạm, nhà rột nát và xây dựng 3 công trình vệ sinh, nhất là vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và các xã về đích nông thôn mới.
từ nay đến năm 2025, huyện Lâm Bình đặt ra mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, nhất là cây trồng vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề vững chắc để huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng một người một năm. Bài toán khó lại được đặt ra, đòi hỏi hội nông dân huyện phải tiếp tục nỗ lực xây dựng nhiều mô hình kinh tế mới, nhiều cách làm sáng tạo để bước qua một giai đoạn mới thành công theo đúng tinh thần đoàn kết, đổi mới, hợp tác, phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cùng đảng bộ và nhân dân các dân tộc xây dựng quê hương Lâm Bình kinh tế phát triển, văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, an toàn, sớm thoát khỏi huyện nghèo.